Bác sĩ cảnh báo 10 loại quả cấm để trong tủ lạnh, kẻo nuôi sống tế bào ung thư, cực kỳ độc hại, ăn vào chết đột tử lúc nào không hay. Xin kính chào bà con cô bác đang theo dõi kênh An Tâm Sống Khỏe. Bà con cô bác thân mến, trước đây khi mà không có tủ lạnh thì thực phẩm của chúng ta rất nhanh bị ôi thiêu, hư hỏng và phải bỏ đi rất lãng phí. Thế nhưng mà từ khi tủ lạnh ra đời, nó đã giải quyết được tất thảy các vấn đề đó. Và ngày nay thì người ta sử dụng tủ lạnh một cách rất phổ biến, thậm chí là có nhà còn sử dụng 2 đến 3 cái tủ lạnh là điều rất bình thường. Rất nhiều người thường hay có thói quen mua một lúc nhiều loại thực phẩm và cho rằng tủ lạnh là nơi rất an toàn để lưu trữ thực phẩm từ thịt, cá cho tới các loại rau củ quả và thậm chí là nước uống. Tuy nhiên thì các nhà nghiên cứu đã chứng minh được rằng có rất nhiều loại rau quả nếu được giữ trong tủ lạnh sẽ làm mất đi rất nhiều các chất dinh dưỡng vốn có và chỉ nên bảo quản ở nhiệt độ thường mà thôi. Để biết những loại quả không nên đưa vào tủ lạnh là gì và cách bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh như thế nào, bà con cô bác hãy cùng An Tâm Sống Khỏe đi tìm hiểu trong video ngay sau đây nhé! Loại quả đầu tiên không nên bảo quản trong tủ lạnh đó là chuối chín. Trong chuối có chứa nhiều axit amin thiết yếu cùng các khoáng chất và vitamin. Chuối còn chứa nhiều tyrosin, một tiền chất có vai trò tích cực đối với khả năng học hỏi và điều hòa hoạt động của tim mạch trẻ nhỏ. Đây là một loại trái cây nhiệt đới nên phù hợp với khí hậu ấm hơn so với môi trường tủ lạnh cung cấp. Chỉ cần để chuối trong nơi thoáng mát, khoảng 25 độ C, tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nếu giữ trong tủ lạnh, bà con cần bọc phần cuống quả chuối lại. Vì bảo quản trong tủ lạnh thì với nhiệt độ 5 độ C thôi, chuối sẽ rất dễ bị thâm đen, hư thối, biến chất, phát tán mùi và giảm các thành phần dinh dưỡng. Nếu vẫn muốn cho chuối vào tủ lạnh, bà con hãy để chuối chín và bọc phần cuống lại để quả chuối được tươi lâu hơn. Loại quả thứ hai không được bảo quản trong tủ lạnh đó là cà chua. Nếu bà con để ý thì ở những video trước khi nói về tác dụng và cách kết hợp của cà chua sai cách thì tôi cũng đã nhấn mạnh lưu ý là khi bảo quản cà chua, bà con tuyệt đối không được để vào tủ lạnh. Cà chua nhất là khi chúng còn xanh sẽ mất dần hương vị vốn có ban đầu của nó nếu như bà con để vào tủ lạnh. Việc bảo quản cà chua trong tủ lạnh khiến cà chua bị héo dần và không còn tươi ngon. Cà chua giữ trong tủ lạnh thì cũng dễ bị khô, trở nên nhăn nheo, mất nước, dễ bị vỡ khi cắt thái. Mùi vị của cà chua thì cũng không ngọt thơm và cũng bị hao hụt rất nhiều chất dinh dưỡng. Cách bảo quản cà chua tốt nhất là để ở nhiệt độ phòng khoảng 25 độ C, tránh để cà chua thâm dập, không nên xếp đè lên nhau. Loại quả thứ ba không được đưa vào tủ lạnh đó là quả bơ. Đa số mọi người thường mua trái bơ khi chúng còn xanh, cứng và phải chờ một thời gian cho quả đã chín. Khi bảo quản bơ xanh trong tủ lạnh sẽ ngăn chặn quá trình chín, bơ cũng sẽ bị rắn và không ngon, bùi như là để ở bên ngoài. Bơ cần được làm chín sau khi mua về, vì vậy bà con hãy bảo quản bơ ở nhiệt độ phòng. Khi bơ đã chín thì bà con mới cho vào tủ lạnh để bảo quản, bởi vì khi cho bơ vào tủ lạnh mà bơ chưa chín thì sẽ vô tình làm cho thịt bơ bị sượng, chín không đều, mất đi độ béo bùi của bơ. Nếu muốn bảo quản trong tủ lạnh thì trước tiên bà con hãy cho bơ vào túi giấy để bơ chín đều rồi sau đó mới cất vào tủ lạnh. Như vậy thì sẽ vừa giữ cho bơ không bị hỏng mà vẫn giữ được chất béo, chất dinh dưỡng và khoáng chất của trái bơ. Dưa hấu là loại quả thứ tư được các chuyên gia khuyến nghị không nên bảo quản trong tủ lạnh. Dưa hấu rất giàu thành phần carotenoid như lycopene và beta-carotene là những chất chống oxy hóa tự nhiên có tác dụng chống ung thư, ngăn ngừa tổn thương da do ánh nắng mặt trời. Nhưng những chất này thì có thể giảm đến 50% ở nhiệt độ thấp. Dưa hấu còn nguyên quả thì có thể giữ được 14 đến 21 ngày ở nhiệt độ thường khoảng 11-12 độ C. Nhiệt độ trong tủ lạnh khoảng 5 độ C thì có thể làm dưa hấu bị úng chỉ sau một tuần. Nếu dưa hấu đã được cắt thì nên bảo quản trong tủ lạnh để tránh tiếp xúc với vi khuẩn của môi trường. Tuy nhiên thì để trong tủ lạnh tối đa là 2 ngày và cần phải bọc giấy quóng. Nhiệt độ lạnh sẽ làm mất đi hương vị ban đầu của dưa nên dưa cũng sẽ không ngon ngọt như lúc đầu nữa. Chanh cũng là một trong các loại quả mà bà con không nên bảo quản trong tủ lạnh. Chanh là một loại quả quen thuộc trong căn bếp của bà con, không chỉ dùng trong nấu ăn, làm gia vị để tăng hương vị, mùi thơm của món ăn, mà chanh còn được sử dụng rất nhiều trong các bài thuốc dân gian như trị chứng đau đầu, buồn nôn, hạ sốt, giảm cân hay là điều hòa huyết áp. Loại quả bình dân này có khả năng hấp thụ các mùi hôi, mùi tanh khó chịu trong không gian của nhà bà con. Do đó, nếu bà con để trong tủ lạnh sẽ khiến chúng không còn thơm, ngon như là lúc ban đầu và bảo quản ở nhiệt độ phòng là cách tốt nhất để giữ được mùi thơm của chanh. Và đứng thứ 6 trong danh sách những thực phẩm không nên bảo quản trong tủ lạnh đó chính là cà tím. Cà tím là một loại rau củ rất nhạy cảm với nhiệt độ. Việc đặt chúng trong tủ lạnh sẽ làm vỡ các kết cấu bên trong và khiến cà tím mất hương vị tự nhiên. Theo các chuyên gia thì nơi tốt nhất để bảo quản cà tím không phải là tủ lạnh mà là nhiệt độ phòng, giữ độ tươi và kéo dài tuổi thọ của cà tím.
Bởi vì nhiệt độ xuống 5 độ C, trong một thời gian dài, cà tím sẽ xuất hiện các vết rỗ trên mặt, hạt sẽ chuyển sang màu thâm và bị nhão. Giữ cà tím ở nơi thoáng mát, tránh xa ánh nắng trực tiếp từ mặt trời, tránh xa các loại rau củ quả khác. Và sử dụng cà tím càng sớm càng tốt sau khi thu hoạch hoặc là đã mua. Tránh để cà tím trong bịch ni lông buộc kín vì như thế sẽ làm nhanh hư rất nhiều. Chính vì những lý do trên thì cà tím cũng là một trong những loại rau củ quả mà bà con không nên bảo quản trong tủ lạnh. Xếp thứ 7 chính là quả táo, một loại quả mà không nên bảo quản trong tủ lạnh. Khi bảo quản táo trong tủ lạnh sẽ chỉ làm mất đi hương vị của táo, nên tốt nhất bà con chỉ bỏ táo vào tủ lạnh khoảng 30 phút trước khi ăn. Ngoài ra thì do khí ethylene mà táo thải ra trong quá trình lưu trữ sẽ khiến các loại trái cây và rau củ quả khác có xu hướng nhanh chín hơn. Vì thế nên để táo ở trên kệ cao, tránh xa các thực phẩm khác. Các loại quả táo tươi sẽ ngon hơn nếu bà con thưởng thức nó ngay ở nhiệt độ phòng, ngay sau khi mua về. Trong trường hợp muốn làm lạnh táo, bà con có thể đặt ở ngăn mát sau của tủ lạnh, nhưng tuyệt đối không để táo ở ngăn đông hay là các tầng trên của ngăn mát, bởi vì khí lạnh có thể phá vỡ các tế bào của táo, khiến táo bị mềm, nhũn và không còn ngon. Và thêm một loại quả khác nữa mà bà con cũng không nên cho vào tủ lạnh và cũng không cần thiết phải bảo quản trong tủ lạnh, đó là dưa chuột. Nghe có vẻ rất bất ngờ, nhưng nếu bà con muốn có nhiều thời gian hơn để thưởng thức tất cả các loại dưa chuột mang về từ chợ thì tốt nhất là đừng nhét chúng vào tủ lạnh. Khi bảo quản ở nhiệt độ thấp, dưa leo sẽ rất dễ bị hỏng do lạnh và héo. Sau đó thì chúng sẽ bị mất nước và khi ăn sẽ mất đi vị giòn ngọt tự nhiên. Đồng thời thì các chất dinh dưỡng cũng sẽ tiêu tan. Cách tốt nhất để bảo quản dưa chuột là bà con nên bọc dưa chuột trong khăn giấy, sau đó thì cho vào túi bóng để giữ ẩm trong tủ lạnh. Làm như vậy thì dưa sẽ không bị nát, ăn vẫn giòn ngọt và không bị mất nước. Ngoài những loại quả kể trên thì cam cũng là một trong những thức quả mà bà con nên hạn chế cho vào trong tủ lạnh của mình. Cam là một loại quả có tính axit cao nên có thể bị hỏng nếu giữ ở nhiệt độ quá lạnh. Lớp vỏ cam cũng có thể trở nên xỉn màu và đổi màu nếu để lạnh quá lâu. Nhờ có lớp vỏ dày này và cứng này mà cam có thể thoải mái giữ trong môi trường ấm. Tốt nhất thì bà con nên ăn cam còn tươi, không để trong tủ lạnh để hấp thụ được tối đa vitamin, đặc biệt là vitamin C và chất chống oxy hóa trong đó. Tuy nhiên thì tủ lạnh cũng sẽ giúp cam duy trì được lượng vitamin tốt hơn nếu để bên ngoài lâu ngày, sau một vài ngày hoặc một vài tuần. Và cuối cùng, nằm trong danh sách 10 loại quả không nên bảo quản trong tủ lạnh, đó chính là trái đu đủ. Trái cây nhiệt đới như là chuối, xoài và đu đủ thường được hái và bày bán khi chưa chín. Khi cho những loại trái cây này chưa chín hẳn vào tủ lạnh, chúng sẽ ức chế sự giải phóng ethylene, thành phần giúp trái cây được chín nhanh hơn, khiến trái cây không thể nào chín được, không mềm và cũng không ngọt. Ngoài ra thì để ở nhiệt độ thấp trong tủ lạnh, những loại trái cây nhiệt đới này còn rất nhanh bị hỏng. Bởi vì trên thực tế, nhiệt độ thích hợp nhất để bảo quản các loại trái cây là hơn 8 độ C. Để giữ đu đủ nhanh chín tốt nhất thì bà con nên bọc đu đủ ở ngoài tủ lạnh và thường xuyên lật chúng. Cách bảo quản đu đủ cũng giống như là chuối và hãy bọc chúng trong túi giấy để tăng tốc quá trình chín đều nếu cần thiết. Để bảo quản đúng cách lại giữ được các chất dinh dưỡng lẫn mùi vị hương thơm của thức ăn là điều không phải ai cũng biết, đặc biệt là trong các dịp Tết đến xuân về đang cận kề. Dưới đây là những cách sắp xếp thực phẩm trong tủ lạnh mà các bà nội trợ nên áp dụng. Sơ chế thực phẩm trước khi lưu trữ. Nhiều người có thói quen khi mua thịt sống hay là rau củ quả từ ngoài chợ về sẽ cho ngay vào tủ lạnh mà không sơ chế hay là vệ sinh sạch sẽ. Điều này sẽ khiến các vi khuẩn và mầm bệnh từ thực phẩm có điều kiện để sinh sôi nảy nở và phát triển. Đối với các loại rau củ quả, sau khi rửa sạch, bà con cần lưu ý là để thật ráo nước rồi mới cho vào tủ, tránh tình trạng bị đọng nước, nẫu và úng. Với thịt và cá, bà con cũng sơ chế sạch, sau đó thì bọc thật kỹ rồi đưa vào tủ lạnh nhằm giữ được độ tươi ngon và tránh gây nhiễm vi khuẩn. Nếu mà thịt cho vào ngăn đá thì bà con cần bọc kín thịt nhiều lớp để ngăn không cho chúng bị đông cứng quá mức, mất nước và thay đổi màu sắc cũng như mùi vị. Phân loại thực phẩm. Khi dự trữ đồ ăn trong tủ lạnh, các bà nội trợ cần tuân thủ một nguyên tắc không lây nhiễm chéo từ thực phẩm tươi sống sang thực phẩm chín, từ thực phẩm chưa sạch sang thực phẩm đã sạch. Thực phẩm khi được đưa vào tủ lạnh nên tuân thủ theo nguyên tắc đó là thực phẩm chín ở ngăn trên, thực phẩm sống ở ngăn dưới, thực phẩm tươi sống cần giữ lâu thì để ở ngăn lạnh, ngăn cấp đông. Đối với các loại thịt sống thì cần được giữ đông ở ngăn đá của tủ lạnh để bảo quản lâu hơn, đồng thời cũng phòng tránh được các nguy cơ nhiễm khuẩn sang thực phẩm khác. Bên cạnh đó thì hãy phân loại thức ăn theo thời gian. Những thức ăn có hạn sử dụng hết trước nên bỏ sang phía tủ lạnh để không bị lãng quên, lỡ mất hạn sử dụng gây lãng phí thực phẩm. Không nên tích trữ quá nhiều và quá lâu các loại thực phẩm.
Tốt nhất thì bà con nên sử dụng các loại thực phẩm trong khoảng 1 tuần đổ lại thôi, không nên để quá lâu, bởi vì làm như vậy thì có thể ảnh hưởng tới chất lượng của thực phẩm, đồng thời cũng tạo ra các độc tố gây hại cho sức khỏe. Một số thực phẩm như là rau, củ quả, thịt cá và những món ăn được chế biến sẵn từ giăm bông, thịt hun khói, pate, xúc xích có thể bảo quản lâu ngày trong tủ lạnh và sản sinh ra lượng nitrit. Chất này khi kết hợp với axit amine trong thực phẩm sẽ tạo ra nitroamine, chất gây hại cực độc đối với sức khỏe của người dùng. Tùy vào khả năng chịu nhiệt của từng loại thực phẩm mà bà con chỉ nên dự trữ thực phẩm trong tủ lạnh với một khoảng thời gian nhất định rồi đem ra chế biến. Các thực phẩm sống nếu muốn bảo quản lâu hơn thì nên để ở ngăn đá và khi cần sử dụng thì chuyển qua ngăn mát và nên để trong ít ngày. Thường xuyên vệ sinh tủ lạnh. Trong tủ lạnh có hiện tượng đông đá hoặc là khiến thực phẩm bị lây nhiễm. Trong tủ lạnh thì có những thực phẩm tươi sống hoàn toàn như là thịt, cá, nhưng cũng có những loại thực phẩm đã được nấu chín như là giò, chả hay là thức ăn. Nếu chúng ta sắp xếp các thực phẩm lộn xộn với nhau, sẽ xảy ra hiện tượng nhiễm chéo từ thực phẩm tươi sống sang thực phẩm chín như chúng tôi đã chia sẻ ở trên. Ngoài ra thì bà con cũng lưu ý tới cách giã đông thực phẩm. Khi lấy thực phẩm từ trong tủ lạnh, chúng ta thường có thói quen cho ngay vào nước nóng để tan đá nhanh, làm lãng phí chất dinh dưỡng bởi vì các tế bào sẽ bị phá vỡ, thoát ra ngoài cùng với nước, làm giảm chất dinh dưỡng. Tốt nhất thì chúng ta nên cho thực phẩm từ ngăn đá xuống ngăn mát và để làm tan đá ở nhiệt độ từ từ. Sau đó thì mang ra ngoài và thực phẩm sẽ tan đá, không bị mất nước, không bị mất dinh dưỡng. Trên đây là những thông tin về các loại quả mà bà con tuyệt đối không nên bảo quản trong tủ lạnh, cũng như những lưu ý khi bảo quản thực phẩm, giúp thực phẩm của chúng ta bảo quản được trong tủ lạnh lâu hơn và vẫn giữ được hương vị, độ tươi ngon của nó. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con cô bác. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh An Tâm Sống Khỏe.